Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng túi chống ẩm Fuji DHC100 và DHC120 một cách chi tiết nhất. Sau khi mở hộp của sản phẩm, các bạn sẽ thấy bên trong có một tủ chống ẩm được gia cố chắc chắn, chìa khóa không gì để cất giữ đồ được an toàn nhất, một quyển hướng dẫn sử dụng với tất cả thông tin và chi tiết cách sử dụng, một bộ dây nối nguồn điện với máy, khay đựng có thể di chuyển linh động, miếng mút mềm giúp bảo quản các đồ vật tránh trầy xước hư hỏng, trong tủ có một block chạy IC làm lạnh. Tủ chống ẩm DHC100 và DHC120 có dung tích là 100 lít đến 120 lít tùy theo sản phẩm. Góc trên cùng của tủ có màn hình hiển thị độ ẩm bên trong tủ. Cách sử dụng tủ chống ẩm Fuji. Bước đầu tiên, các bạn kết nối nguồn điện với máy. Bước 2, các bạn đặt nhân vật cần bảo quản vào trong thân máy. Bước 3, điều chỉnh mức độ tùy theo mong muốn. Các bạn ấn liên tiếp 2 lần nút S rồi điều chỉnh độ ẩm lên, xuống theo mong muốn. Cuối cùng, ấn 1 lần nút S để về lại độ ẩm hiện tại bên trong thân máy. Các bạn có thể theo dõi độ ẩm bên trong tủ bằng màn hình hiển thị giúp bạn kiểm soát được độ ẩm mong muốn. Trong quá trình sử dụng, các bạn cũng nên lưu ý các bạn nên đặt tủ ở những vị trí bằng phẳng. Dù có miếng mút bảo vệ, nhưng các bạn cũng nên đặt các đồ vật gọn gàng tránh bị trầy xước. Thường xuyên lau chùi và kiểm tra độ ẩm bên trong tủ để biết tủ vẫn đang hoạt động ổn định. Trong video này, chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng tủ chống ẩm DHC100 và DHC120 một cách chi tiết nhất. Nếu có thắc mắc gì về sản phẩm, các bạn hãy liên hệ ngay với trạm bảo hành trên toàn quốc của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chi tiết nhất với số hotline 0834 5888 22. Chúc các bạn thành công!